Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chơi tiếp Minecraft Pokemon siêu cấp. Và ở tập trước thì mình đã xây dựng một cái trung tâm Pokemon đầu tiên cho mình, nhưng mà nó hơi bất ổn, thế nên là trong thời gian giữa hai tập mình đã trùng tu nó lại, trang trí hàng rào đồ nhìn cho nó chuyên nghiệp và ta-da! Phía trên sẽ là cái hình quả bóng chứa Pokemon các bạn ạ. Trời, lọt không? Ủa lọt hồn. Không sao, bây giờ thì nhìn nó đã đỡ phèn hơn rồi các bạn ạ. Có gì đó gọi là nổi bật hơn ở khu vực này rồi ha. Và đặc biệt ở tập trước mình còn có được một Pokemon ta nói cực kỳ hiếm luôn các bạn ơi. Đó chính là Lugia Fusion các bạn ạ. Nhưng tính ra mình cũng hên các bạn, mình gặp Lugia Fusion tới 3 lần lận. Và lần thứ 3 thì mình đã mang Lugia Fusion này về được. Và có rất là nhiều bạn đã cho mình biết một thông tin rất là bổ ích. Đây chính là Lugia kết hợp với Pokemon thế hệ thứ 9 có tên là Mirrodin các bạn ơi. Thế nên là Lugia mới có hệ điện trong người nè. Ê, bảo sao. Được thật sự các bạn ạ. Trở lại với công việc ngày hôm nay nè. Ngoài Lugia Fusion thì hôm qua mình còn có rất là nhiều Pokemon mới. Và trong đó có một Pokemon đặc biệt nhất từ trước tới giờ mà mình từng gặp luôn các bạn ơi. Đó chính là Snorlax. Nhưng mà đây là Snorlax phiên bản rất là khổng lồ luôn, và mình không thể nào mà ngắm dễ dàng được. Cho nên là mình quyết định mình sẽ làm một thứ để giúp chúng ta có thể ngắm được Snorlax ha. Và cái đó thì được chế tạo cũng không quá mắc đâu các bạn ơi. Đầu tiên mình sẽ về nhà và chế tạo một cái máy tính trước. Thôi đầu tư cái máy tính ở nhà luôn đi. Tiếp theo mình sẽ kết hợp với một piston và một cái chảo bông á. Piston thì ở trên này mình còn nè, chảo bông thì chắc phải chế tạo rồi đó. Đây, bấm công thức cái chảo bông nè. Rồi sau đó thì cho hết vô bàn chế tạo theo hình như vậy là chúng ta sẽ được cái range block. Với cái này thì mình có thể đưa Snorlax đi ra ngoài và ngắm dễ dàng hơn các bạn ơi. Mình sẽ cởi Lugia đi, bay qua bên này. Mình thấy chỗ này khá là thích hợp nè các bạn. Đây, ngay chỗ này luôn. Rồi mình sẽ đặt cái range block này xuống ngay vị trí này, đợi cho nó xuất hiện. Đã, sau đó thì mình sẽ đưa Snorlax ra bên ngoài đội hình ha. Rồi kích hoạt lên. Ủa, đưa vô máy tính chứ, lộn. Rồi kích hoạt lên ha. Ok, và ta-da, vậy là xong rồi. Bây giờ chúng ta đã có thể ngắm Snorlax được rồi các bạn. Lâu lâu thì em sẽ lắc mông á, trông rất là cute luôn. Chờ, đáp xuống đây cái. Rồi. Coi kìa các bạn. Dễ thương không? Giờ mới đi nha. Em đeo cái mắt kính hình hai cái ngôi sao, rồi thêm cái phao chà bá lửa nữa. Cho em đứng ở đó giống như là hộ vệ, hộ thần ở cái khu vực hồ này luôn các bạn ơi. Hợp lý thật sự. Tiếp theo thì mình đang tính là mình sẽ làm thêm một cái công cụ chứa đồ nữa các bạn ơi. Tại vì hôm qua làm cái rương su cơ nhưng mà chưa gì nó sắp đầy mất tiêu rồi. Mà bây giờ mình không còn vỏ su cơ á, cho nên giải pháp hiện tại là mình sẽ làm một cái ba lô ha. Công thức làm ra ba lô thì cũng không quá đắt với mình hiện tại, cho nên là cứ thoải mái thôi các bạn ơi. Đây, ấm công thức nè. Đã, có liền ba lô. Nhưng mà nó nhỏ quá, chắc mình phải nâng cấp nó lên mới được. Sắt mình còn đúng không? Mình sẽ nâng từ ba lô basic lên ba lô cấp độ sắt nè. Alright, tiếp theo sẽ là cấp độ vàng. Nhưng mà đủ không cái đã? Ui da, mình thiếu một vàng mới đau quá chứ. Ủa, đây quá. Hên. Ủa, trong này còn luôn à, ngon. Rồi, vậy thì giờ thì chúng ta đã đủ để làm ba lô vàng rồi nè. Ba lô kim cương luôn thì sao? Được không? Ba lô kim cương, được luôn các bạn ơi. Nice. Và bây giờ đây rồi, chúng ta sẽ có một cái ba lô siêu to để mang đi khám phá luôn các bạn ạ. Như vậy thì ta hồ mang chiến lợi phẩm rồi sau đó đem vô làng bán các bạn ơi. Hợp lý, đổi đời mới được. Chứ bây giờ tình hình kinh tế của mình các bạn, nó không có được khá khẩm mấy các bạn ơi. Để coi. Ủa sao tự nhiên mình có 11.000 vậy ta? Ủa, tiền ở đâu ra vậy? Bữa giờ mình không để ý các bạn ơi. Ui, tự nhiên có tiền trên trời rơi xuống vậy. Oh my gosh. Ảo thật. Rồi, và ngoài ra thì hôm qua mình còn mở một cái trứng và ra một em Pokemon Chapin các bạn ạ.
Ê, mà em cấp độ 1 mới đau chứ. Mình thấy cái này khá thú vị nè. Mình sẽ đặt một cái thử thách ha. Đó chính là luyện cái em Chapin này trong ngày hôm nay, để coi coi khi tiến hóa em có thể gánh tem cho cái đội hình của mình hay không. Quay cái thử thách này cũng hay các bạn, bởi vì mỗi Pokemon đều sẽ có sức mạnh riêng mà. Mình đâu thể nào mà khinh thường em được đúng không? Ok, quyết định vậy đây. À, hiện tại thì Salamence 72 lần hả ta? Thôi cho Salamence vô trong xíu đi nha. Đưa Chapin vô. Ok. Tự nhiên em nào em nấy. Ôi trời, cấp 70 mấy không mà có một mình Chapin là cấp 1 rồi các bạn. Đưa ra thử coi. Hình. Cái em này chưa có đánh em các bạn ơi. Đúng rồi. Yay. Trời ơi, Chapin khiều được một cái kìa các bạn ơi. Wow, hay lắm cưng. Được rồi, phần còn lại để Charizard của mình luyện cấp luôn ha. Dùng hơi thở rồng coi. Yeah. Tiếp theo là Slash nè. Ok, rất là nhanh thôi, luyện cấp một lúc hai em luôn. Và bây giờ với màn thể hiện xuất sắc kia, em đã lên cấp 22 các bạn ạ. Quá đã luôn. Chúng ta sẽ được một cái bóng chất nhận và để coi coi. Oh, Chapin vẫn chưa tiến hóa các bạn ơi. Em còn nhỏ lắm. Thôi được. Ờ, ở đây có trainer. Lý hợp lý. Mình sẽ cho Chapin chiến đấu với trainer này ha. Bảo cát thứ coi. Ôi dạ, trời ơi. Chưa gì mà đá quýnh Chapin. Muốn ngất xỉu rồi. Thôi hay rồi cưng. Tới lượt những Pokemon khác ra trận để trợ giúp các em Chapin này các bạn ơi. Chẳng hạn như là Scizor nè. Cái hình dạng Cyber này cũng rất là ngầu các bạn ạ. Mình sẽ tung vuốt thép. Nè, knock out luôn. Ôi, Pokemon này dễ thương nha. Horsey. Wow, em cá ngựa các bạn ơi. Nhưng mà hơi tiếc là đối thủ của Cyber Scizor thì cũng sẽ bị tấn công thôi. Còn có Wattrodo nữa nè. Lụm Wattrodo luôn cái. Chiến thắng rất là nhanh các bạn ạ. Here we go again. À, mà bạn nào có nhu cầu sử dụng dịch vụ trong Love Fruit, Refine, Unit Tower Defense thì có thể nhấp vào đường link mình để dưới phần bình luận nha. À, mà tí nữa thì mình quên một cái ý kiến rất là hay của các bạn đã chỉ mình. Đó chính là mình nên kiểu như biến Groudon trở về dạng nguyên thủy các bạn ơi. Nè. Quên nữa ta. Nhân tố gánh tem giai đoạn đầu của mình. Đúng rồi. Hôm nay mình sẽ vừa luyện cấp cho Chapin mà mình sẽ vừa đi câu cái đó gọi là cái orb. Từ mình coi. Đây, đó chính là cái blue orb các bạn ơi. Đó là cái gì ta? Shack chứ. Đây. Alpha Shack các bạn ơi. Mình sẽ lấy cái Super Rod. Tính ra ở đầu mình gặp được cái tạo này cực kỳ hên luôn, có đầy đủ dụng cụ câu cá cho mình luôn nè. Cái dụng này câu thì không hợp lý lắm. Chỗ này thì câu mình thấy không nhân phẩm. Wow. Đầu ngày gặp boss luôn các bạn ơi, cá mập. Sharpedo. Kèo này căng cực nha. Nhảy xuống khiêu chiến luôn. Vô. Dân chơi nào sợ mưa ơi. Vô luôn. Mình sẽ cho Iron Ninja. Sao mình báo đồng đội quá các bạn ơi. Mình cho đồng đội ra chưa gì đồng đội đã bị quýnh knock out rồi. Kiểu này đồng đội chắc rầu mình lắm các bạn ạ. Oh no. Thánh báo tem là đây chứ đâu. Ui giời. Kèo này Chapin không có thể hiện được đâu các bạn, nên là mình sẽ cho Tyranita của mình ra nè. Charizard thì vô trong nghỉ đi. Cho đi canh róc nữa. Đúng rồi. Venusaur. Hơi tiếc là qua nay mình chưa kịp luyện cấp cho Venusaur nữa. Ok, không sao. Sau đấy thì khiêu chiến lại boss Sharpedo nè. Phục thù các bạn ơi. Rồi, hy vọng lần này mình không có báo đồng đội nữa. Động đất của Tyranita sẽ... Ui. Hơi tiếc ha. Nhưng mà Tyranita cũng đã cố gắng hết sức rồi. Giờ tới lượt Venusaur. Để xem. Ây, chưa kịp tấn công. No. Tiếc ghê luôn. Lee Kangrock cũng vậy các bạn ơi. Chiến này là toang thật rồi. Mình sẽ thử thêm một lần nữa khi đưa Pikachu Unite của mình ra trận xem coi như thế nào. Trời ơi, trắng máu luôn rồi. Ôi. Cay thật. Nhưng mà Pikachu cũng đã cố gắng lắm rồi các bạn ơi. Kéo rỉa cỡ 40% máu rồi cơ. Hơn 40 luôn. Hay lắm.
giờ thì chúng ta đã có cái lợi thế nhất định rồi. Tới lượt Tiran đi ta. Để coi coi có kịp động đất hay không đây. Động đất? Ok, kéo rỉa thêm một khúc máu nữa các bạn ơi. Hay lắm. Tiran ta còn cấu rỉa thêm một cái nữa kìa. Động đất cái nữa được không? Ây da, không kịp các bạn. Không sao, boss chỉ còn 20% máu thôi. Lần này có cửa thắng rồi. Nào nào nào, tập trung tập trung. Vuốt thép nào, si so. Vậy ây da, nhưng mà không sao, vẫn còn kịp. Một lần vuốt thép nữa thôi. Đây rồi, chiến thắng rồi các bạn ơi. Nice. Và chúng ta được cái gì đây? Ultra Necrozium Z các bạn ơi. Quay viên đá Z để mình biến hình cho Ultra Necroma các bạn ơi. Wow. Nhưng mà có điều mình không có Necroma trong người, trong đội hình. Nhưng mà không sao, 11 mình mà có Necroma là chúng ta biến hình được luôn á. Quá đã. Rồi hồi nãy thì cũng được một cục kẹo đúng không? Ừ, trong ba lô còn mấy cục kẹo nữa nè. Ngon hả chứ. Rồi, chúng ta luyện tập kiếm kẹo các thứ là sẽ cho Chapin ăn ha. Tội nghiệp em, đây. Không chiến đấu mà cũng được ăn kẹo nữa nè. Sướng nhất Chapin rồi đó. Ăn đi cho mau bự. Rồi, ok. Nãy giờ xào quần ở nhà cũng lâu rồi các bạn. Thôi, chắc mình sẽ lên đường để chúng ta đi tới một cái chỗ nó phong thủy hơn á. Rồi, đi câu cái mảnh alpha sát thôi. Ở đây có cái dấu vết của một con thuyền bị đắm này các bạn. Có cái rương... ok. Trời, rương trống lỏng nữa chứ. Thôi, không sao. Chỗ này thích hợp đó. Rồi, chúng ta sẽ cầm cần câu super ở đây. Và câu tới khi nào mà kiếm được cái alpha sát thì thôi hết các bạn. Ê, ôi được luôn cái gì cơ. Nani? What the heck. Mới ra thôi mà mình đã câu được alpha sát rồi các bạn ơi. Ui, cái vùng biển này nhân phẩm thiệt sự. Đã quá các bạn ơi. Một chấm than thì mình không giật nha. Ba chấm thì mình mới giật các bạn ơi. Ý, nữa nè. Wow, hai mảnh rồi các bạn ơi. Chắc là mình sẽ AFK ở đây và câu tới khi nào đủ thì thôi ha. Mình nghĩ chắc cỡ 4-5 đêm nữa thôi là chúng ta câu đủ số lượng alpha sát cho mà xem. Với cái nhân phẩm như vậy ha. Ok. Ủa, trời ơi, ra đồng tiền bạc các bạn ơi. No. Ủa không, đây là cái nắp chai chứ không phải cái đồng tiền nữa. Mình thấy nó cũng có công dụng á các bạn ơi. Mình sẽ cho Chapin đi, được không? Ủa không cho Chapin được hả? Không biết là nó bán có được nhiều tiền hay không nữa. Thôi kệ đi, méo mó có được không các bạn ơi. Ê, ôi trời, tiếc vậy. Ở dưới có Gigadot các bạn ơi. Mình còn chưa kịp lại gần chinh phục nữa. Trời ơi, uổng gì ta. Ai da, tôi nói là tôi ghét cái đồng này. Hình như ghét của nào là trời trao của đó các bạn ơi. Mình thấy chỗ này hết phong thủy rồi đó nha. Đổi khu đi. Đi đi đâu ta, đi đâu. Mình thấy chỗ này phong thủy nè các bạn ơi. Các bạn có thấy chỗ này phong thủy không? Mình thấy chỗ này chỗ này câu chắc là mau được alpha sát lắm các bạn ơi. Lộn lộn lộn. Hào án. Đấy, mình thấy rồi mà chỗ này là phong thủy lắm các bạn ơi. Let's go. Cuối cùng thì mình cũng đã đủ số lượng alpha sát rồi các bạn ạ. Ui, chỗ này cũng phong thủy nữa nè. Mình thấy chỗ này cũng phong thủy nữa nè. Ở đây nhiều chỗ phong thủy quá các bạn ơi. Tạm gác qua mấy chỗ phong thủy đi ha. Mình sẽ vô trong để chúng ta ghép những cái alpha sát này lại. Đó. Và sau khi ghép đủ thì ta-da, chúng ta sẽ tạo ra được cái này gọi là Blue Orb ha. Một thứ rất là xịn sò. Và mình sẽ trang bị liền cho người đồng đội của mình. Đó chính là... đâu rồi ta? Đây, Kyoregot các bạn ơi. Đây, đưa Kyoregot ra. Cho Kyoregot xuất hiện luôn nè. Tiếp theo là mình sẽ gắn Blue Orb vào người Kyore ha. Đấy, xong rồi. Và bây giờ
mình đã có thể biến Kyure trở về hình dạng nguyên thủy các bạn ơi. Nhưng mà để coi coi hình dạng nguyên thủy sẽ là... À đây đây đây, đây là hình dạng mà chắc nhiều bạn sẽ quen thuộc hơn nè. Nhưng mà khoan, mình bay được không? Yêu trở về hình dạng nguyên thủy là mình hết bay được rồi các bạn ơi. Ok. Thôi đánh đổi thôi, muốn mạnh thì không bay được á. Rồi và coi chỉ số coi. Wow wow, coi coi. Quá là đẹp, quá ngầu luôn các bạn ơi. Rồi rồi rồi, nhiệm vụ đầu tiên đã xong rồi các bạn ơi. Tiếp theo chắc mình sẽ tiếp tục luyện tập cho người bạn Chapin của chúng ta thôi. Đây đây, có đối thủ này hợp lý nè. Hai Pokemon này tí hon giống nhau các bạn ạ. À, thử sức nào Chapin. Chapin knock out luôn hả? Căng gì? Được em ơi. À đây, Geodude, đúng rồi. Ôi ơi, từ, vậy thì hơi ẩu. Đưa Kyure ra là hơi ẩu các bạn ơi. Tội nghiệp người ta. Người ta mới cấp 20 à. Đưa Chapin ra là được rồi. Ui, còn đánh Chapin mình nữa. Được rồi, đón nhận cái đòn của Chapin đi. Chuẩn bị nè. Ý. Hay da. Knock out luôn. Ê, cái gì ấy? Ôi, trên đầu mình là Pokemon gì? Ôi, shiny luôn à? Quá tuyệt. Ôi trời ơi, Chapin còn tiến hóa ngay lúc này nữa chứ. Trời đất ơi. Lẹ lẹ em ơi. Bây giờ Chapin của mình sẽ trở thành hình dạng mới. Ồ, và em trở thành chuồn chuồn các bạn ơi. Có tên là Vibrava ha. Ồ, em có thêm mẹ rồng nữa nè. Quá đã luôn. Ồ, mình có thể cưỡi em được luôn các bạn ơi. Mình sẽ đuổi theo Pokemon này. Đây. Ủa, Lugia Necro. Nhưng mà đây là Boss Legendary các bạn ơi. Wow. Rồi nhìn không ra luôn các bạn ơi. Ui, vậy là đây là hình dạng kiểu như Lugia kết hợp với Necro hay sao các bạn ơi. Để cái phần đầu cơ, giống lắm nha. Thôi được. Để coi đánh boss ta căng á. Kèo này mình sẽ đưa Scizor của mình ra trận mới được các bạn ơi. Kèm theo đó là Salamence Fusion ha. Ok, khiêu chiến nè. Ui, thành công rồi. Wow, Lugia Necro nè, ngầu ác luôn. Mà hơi tiếc đây là boss á các bạn. Rồi, để coi với hình dạng Necro này thì... Wow, mạnh chưa kìa, nửa cây máu thôi. Nhưng mà không sao, Salamence có vẻ là phun lửa dẫn thốn Lugia các bạn ơi. Ui da, trời ơi, tấn công mạnh vậy. Căng. Mình nghĩ là chúng ta nên đổi sang một đồng đội mới được mình tăng cấp sức mạnh các bạn. Đó chính là Kyure God. Và để xem với đòn Hydro Pump thì... Ây da, chưa kịp tấn công nữa. Hydro Pump cũng kéo rỉa không quá nhiều máu các bạn ơi. Hey, thôi kệ. Ôi trời trời, còn knock out luôn cả Kyure God rồi. Đối này hơi căng các bạn ơi. Hay da, liệu rằng vuốt thép của Scizor eo đúng kiểu mũi chích inox luôn. Chiến này là toàn thật rồi, đối thủ này quá là mạnh các bạn ơi. Coi kìa. Đánh đúng kiểu gậy ngứa luôn á. Hay da, không ngờ lại có cái ngày này các bạn ạ. Thôi toàn rồi. Tyranita hiện tại chưa có đạt ngưỡng sức mạnh tối đa các bạn. Mình phải gán kiếm đá Mega cho Tyranita mới được. Chứ như vậy thì thiệt thòi cho á thần của mình quá. Ok, cấu rỉa thêm một ít máu nữa. Rồi luôn, Lugia Necro cũng đã knock out luôn á thần của mình rồi. Mega mới được. Mình vẫn còn Blastoise các bạn ơi. Liệu rằng nhân tố đầu tiên của mình có làm nên kỳ tích. Oh no, toang rồi. Toang thật rồi các bạn ơi. Không có kỳ tích ở đây rồi. Ây da, bây giờ mình sẽ thử đưa Pikachu vô coi có chích điện nổi Lugia không á. Ui da, chưa gì đã tấn công Pikachu rồi. Pikachu có thể cấu rỉa được cỡ 15% máu một lần các bạn.
Ui, chúng ta đã mở đường được rồi các bạn ơi. Charizard có thể có rỉa máu của Necro. Cố lên. Ui, Charizard gót đen. Gỡ lại tình thế các bạn ơi. Một cái nữa được không? À, không kịp. Trời ơi, Charizard gót rất là cố gắng rồi các bạn ạ. Thôi, chúng ta vẫn còn cơ hội. Một đòn. Flamethrower. Chuẩn bị. Yes, thành công rồi. Wow. Uầy, chúng ta nhận được một cái miếng blade đầu tiên nè. Rồi một cặp dây chuyền nữa. Không ngờ. Trời ơi, nhờ Charizard chiến đấu ngoan cường các bạn ạ. Chúng ta mới giành chiến thắng trước boss Lugia Necro cực kỳ mạnh kia. Quá đã luôn. Đấy, lâu lâu sẽ có một vài Pokemon tỏa sáng ấy các bạn, gánh tem giúp mình liền. Ủa, sẵn tiện kế bên này có làng luôn nè. Mình coi coi mấy cái đồng tiền, ôi lộn, mấy cái nắp bạc này có bán được không. Bán bớt đi chứ nãy giờ mình để trong người cảm giác nó xui xui sao các bạn ơi. Ok, tới nơi tới. Ủa, ai da, ai ai. À, cái làng này sao lại có zombie dân làng? Có lẽ nào? Ui no, ui no. Mấy chị dưới này có ổn không vậy? Ui da, chị tá vẫn ổn các bạn ơi. Chị không sao là tôi vui rồi. Rồi, chị cho tôi xin mấy cái này nha. À đây, cái chỗ bán đồ bên này lận các bạn ơi. Không biết là... Ui, vẫn ổn, vẫn ổn. À, lần này là một cái bác với lại một cái anh thanh niên trai trẻ các bạn ơi. Coi coi bán... bán coi coi. Ủa, không có mua cái đồng bạc. Ủa, cái nắp đó hả? Ê, cái nắp này không có bán được các bạn ơi. Mình dùng lên Pokemon được không? Ồ, cái này phải áp dụng lên Pokemon cấp 100 các bạn ơi. Mình thấy là nó sẽ giúp tăng cường huấn luyện một cái gì đó nè. Ok, cái này chắc là sau này cần á. Thôi cất đi, không bán được thì cất các bạn ơi. Ồ, ở đây còn có một cái Pokeloot nữa nè. Cái này mình có thể dùng cho Pokemon được nha. Ngon. Ê, thêm một cái Pokeloot nữa nè. Cái gì vậy? Một cái nút các bạn ơi. Oh my god. Kia là Garchomp đúng không? Cái tướng này không lệch đi đâu được. Nhưng mà sao nay màu mè quá lấy hẹ vậy? Garchomp Advent. Uầy, đây là hình dạng. Hả? À, có luôn hả? Wow. Đây là Garchomp phiên bản bảy sắc cầu vồng các bạn ơi. Được thật sự. Ê, nhưng mà Garchomp này chỉ mới cấp 5 thôi. Ờ, chắc là chúng ta sẽ thu phục bằng Dustbone đi các bạn. Thử không đây? Phải thử mới biết được. Yêu không được rồi. Ui u. Có vẻ là khá là khó để chinh phục Garchomp đây. Ui, nhưng mà công nhận là màu mè cũng đẹp thiệt nha. À dạ, nếu mà chinh phục thành công thì chúng ta sẽ có thêm một á thần về đội các bạn ơi. Được thật sự. Cố lên, cố lên. Ý, khó vậy. Ờ, không chịu về đội tôi là em chuồn chuồn bập ba. Chuồn chuồn của tôi nóng tính lắm á. Garchomp Advent tranh thủ về đội tôi đi. Ok. Ây dạ, không ok à. Trời ơi, cấp 5 mà coi kiểm khó tính chứ cơ. Ây dùi, còn phản đam nữa chứ. Bây giờ mình không có Pokemon nào có kỹ năng Phone Sweep á, nên là không có dám tấn công Garchomp các bạn ơi. Tấn công cái là em xỉu ngang liền đó. Thôi mà, về đội tôi đi mà. Sao cứ mắt đánh nhau quá à. À, đây rồi. Yay. Cuối cùng, chúng ta cũng đã chinh phục được Garchomp Advent rồi các bạn ơi. Mặc dù hơi lì một xíu nhưng mà không sao. Wow. Trời ơi, giờ là chúng ta phải luyện cấp cho cả Garchomp nữa cơ. Ui ô, hôm nay là luyện cấp hơi bị nhiều nha. Coi Garchomp Advent coi. Này. Cấp 5 mà to xác thiệt sự luôn á. Các bạn thấy Garchomp Advent có ngầu không? Ồ, mình thấy Garchomp Advent nhìn giống như là Garchomp đã tiến hóa Mega vậy đó các bạn à. Trông chất thiệt sự luôn ấy. Wow. Và coi hệ của Garchomp thì sao? À, vẫn là hệ rồng với cả là hệ đất á. Ồ. Ui da. Copy cà khịa à, được. Garchomp Advent ra trận đi cưng. Đừng có ráng nha.
Ây da, ây da, ây. À thôi, ghen. Chơi đánh mạnh gì bro? Thấy nhỏ cấp 5 không? Bự xác vậy thôi chứ nhỏ mới cấp 5 nữa đó. Ok, tấn công lại nè. Được không? Đùa chớp. Ui da, phòng thủ ghê vậy. Ok, tấn công nè. Get chớp. Đó. Cấp 5 thôi đó nha. Mà đã vậy rồi. Nhưng mà thôi, để đảm bảo là cày cấp thành công thì đánh cái thể hiện được rồi. Giờ tới lượt của em chuồn chuồn. Mình đang luyện cấp thêm cho chuồn chuồn cho mau tiến hóa các bạn ơi. Và chắc em sắp tiến hóa rồi. Ở đây có em Pokemon lăn dễ thương quá trời các bạn ơi. Ok, nhưng mà cũng phải chiến đấu thôi. Get chớp. Tiếp tục tấn công nào. Quá dữ luôn nghe chơm ơi. Rồi, tiếp theo là chuồn chuồn ha. Động đất một cái. Ok, ui, cấp 45 rồi. Và yes. Cuối cùng thì cái này chuồn chuồn cũng đã tiến hóa thành hình dạng cuối cùng các bạn ơi. Lúc đầu chỉ là Chabin bé nhỏ thôi. Bây giờ em đã một cánh và trở thành Lion rồi các bạn ơi. Học được vuốt rộng luôn nè. Quá dữ luôn. Wow, hai em này nhìn cũng ngầu như nhau á nha. Mà nãy giờ mình hình như chưa cưỡi Gachom đúng không? Gachom vẫn bay được các bạn ơi. Ok, cưỡi Gachom vẫn bay thoải mái ha. Ngon luôn ấy chứ. Tính ra là cái dùng Savanna này cũng ok đấy nha. Lượn lờ coi coi còn gặp Pokemon nào ha. Bảy sắc cầu vồng giống vậy nữa không? Ui rồi. Mình sẽ thử bay xuyên Snorlax á. Đó. Lâu lâu buồn buồn rồi chúng ta cứ ra ngoài này hóng gió rồi ngắm Snorlax là được hết các bạn. Ở đâu rồi? Đâu rồi? Ok. Ở đây 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 đây. Đó. Bệ bệ ghê không? Nói chung thì hôm nay mình đã hoàn thành xong cái thử thách rồi đó các bạn. Đó chính là mình đã biến từ một cái nhóc Chapin mà chúng ta mở trứng ra từ cấp 1 thôi các bạn ơi. Bây giờ em đã trở thành Flygon và đã mạnh mẽ hơn rồi các bạn ơi. Và sắp tới mình sẽ gán luyện cấp thêm cho những người bạn ban đầu của mình như là Blastoise nè, rồi Tyranitar, Venusaur đồ ha. Để không có thiệt thòi trong những trận chiến khắc nghiệt, chẳng hạn như là trận chiến đối đầu với Lugia Necro các bạn. Hy vọng là vậy ha. Và hôm nay cũng rất là vui vì chúng ta đã có được Kyurem ở hình dạng nguyên thủy các bạn à. Hình dạng này thì ta nói cực kỳ quen thuộc và rất là nhiều bạn thích luôn. Và ngoài ra còn có một phần quà bất ngờ, đó chính là Gachom Advent ha. Không ngờ lại gặp được ở cái vùng Savanna cái thanh niên này nữa. Thôi kệ, chinh phục về đội luôn, cho đội hình mình nó màu mè hơn á. Rồi, hy vọng là những ngày sắp tới chúng ta sẽ gặp được thêm nhiều Pokemon thú vị hơn nữa. Máy tính của mình bắt đầu đa dạng Pokemon hơn rồi đó các bạn ơi. Thích quá à. Rồi, và bạn nào có nhu cầu mặc Roblox, Lovegood cũng như là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận video á. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong hành trình Pokemon siêu cấp nha. Bye bye.